tới với buổi học ngày hôm nay. Trong tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu chương trình toán lớp 4, bài hình thoi. Các em thân mến, trong những chương trình toán học trước, chúng ta đã được làm quen với rất nhiều hình học như là hình vuông, hình tròn, hình tam giác hay hình bình hành. Trong buổi học này, chúng ta sẽ tìm hiểu một hình học hoàn toàn mới, đó là hình thoi. Sau khi học được bài này, cô mong các em sẽ nắm được và nhận biết được hình thoi thông qua những đặc điểm của nó. Để bước vào bài học thì các em cần chuẩn bị cho cô thước kẻ và eke. Chúng mình hãy cùng quan sát và thực hiện cho cô những yêu cầu sau. Hãy kể tên những vật dụng em biết có hình dạng như thế này. Các em hãy quan sát hình và liên hệ với môi trường xung quanh và tìm cho cô những hình có hình dạng như vậy nhé. Các em đã có kết quả của mình chưa? Bây giờ hãy quan sát xem cô có hình như thế nào nhé. Cô có hình lá sách, những họa tiết màu đen trên áo len, họa tiết màu xanh, màu đen trên khăn trải bàn, móc treo quần áo, giá đỡ. Có rất nhiều hình phải không nào? Vậy các em có thắc mắc tên của hình này là gì không? À, hình này chính là hình thoi đó các em ạ. Vậy tại sao hình này lại được gọi là hình thoi nhỉ? Hay nói cách khác, hình thoi có những đặc điểm gì? Vậy chúng mình cùng quan sát tiếp nhé. Cô có hình thoi A, B, C, D. Trong đó cạnh AB và cạnh DC nằm đối diện với nhau, tạo thành một cặp cạnh song song. AB song song với DC. Tương tự như vậy, hai cạnh AD và BC cũng nằm ở phía đối diện và tạo nên một cặp cạnh song song, cạnh AD song song với cạnh BC. Tiếp theo, các em hãy dùng thước kẻ có vạch chia cm và đo độ dài của bốn cạnh AB, BC, CD và DA nhé. Chắc hẳn chúng mình cũng có kết quả giống cô phải không? Đó là độ dài của cạnh AB bằng BC bằng CD và bằng DA. Như vậy bốn cạnh này có độ dài bằng nhau. Ta có thể viết như sau. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. Đây cũng chính là đặc điểm thứ nhất của hình thoi mà các em cần ghi nhớ. Để củng cố về kiến thức, chúng ta sẽ bước sang phần luyện tập. Các em hãy quan sát và thực hiện cho cô yêu cầu bài tập số 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi, hình nào là hình chữ nhật? Các em đã có kết quả chưa? Vậy hình thoi là hình nào? À, hình thoi chính là hình 1 và hình 3. Vậy hình chữ nhật là hình nào? À, hình chữ nhật chính là hình số 2, phải không nào? Vậy các em có nhớ hình số 4 và hình số 5 là hình gì mà chúng ta đã được học không nào? À, hình số 4 chính là hình bình hành. Vậy còn hình số 5 thì sao? Hình số 5 chính là một tứ giác, phải không các em? Chúc mừng những bạn có câu trả lời đúng. Chúng ta sẽ tiếp tục bước sang bài tập số 2. Trong hình thoi ABCD, AC và BD là đường chéo của hình thoi. Chúng cắt nhau tại điểm O. Các em hãy quan sát lên hình. Cô có hình thoi A, B, C và D. Trong đó có AC và BD
hai đường chéo, chúng cắt nhau tại điểm O. Yêu cầu A, em hãy dùng eke để kiểm tra hai đường chéo có vuông sắc góc với nhau hay không. Em hãy quan sát cô thực hiện. Cô dùng eke và kiểm tra. Cô thấy rằng đường chéo AC vuông góc với đường chéo BD tại chính điểm O. Yêu cầu B, các em hãy dùng thước có chia vạch cm để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng thước kẻ đo độ dài của đoạn AO và đoạn OC xem chúng có bằng nhau hay không. Tiếp tục đo độ dài của đoạn BO và đoạn OD xem có bằng nhau hay không. Chúng mình đã có kết quả chưa nhỉ? Sau khi đo, cô nhận thấy chúng ta sẽ thấy rằng O chính là trung điểm của đoạn AC và O cũng là trung điểm của đoạn BD. Như vậy, ta có thể viết như sau. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đây là đặc điểm thứ hai của hình thoi mà các em cần ghi nhớ. Chúng ta sẽ tiếp tục bước sang bài tập số 3. Bài tập số 3 là một bài tập thực hành. Các em cần chuẩn bị một tờ giấy hình chữ nhật, kéo và bút chì. Chúng ta cần chuẩn bị thêm thước kẻ. Đầu tiên, chúng ta chuẩn bị một hình chữ nhật. Các em hãy theo dõi, quan sát các bước cô hướng dẫn để cắt để tạo thành một hình thoi. Đầu tiên, các em hãy gấp tờ giấy theo đường kẻ màu đen. Khi đó, chúng ta sẽ được một hình dạng như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ gấp tiếp theo hình đường kẻ màu đen. Chúng ta sẽ được một hình giống như thế này. Các em hãy giữ chặt hình đó và lấy bút chì, thước kẻ, kẻ cho cô đường theo đường màu đen. Sau khi kẻ, các em dùng kéo và cắt theo đường màu đen đã kẻ. Khi đó chúng ta sẽ có một hình như thế này. Bây giờ chúng ta chỉ việc mở nó ra và chúng ta sẽ được một hình thôi. Các em đã làm được chưa nhỉ? Chúc mừng những bạn nào làm đúng nhé. Bạn nào chưa đúng, chúng ta hãy thực hiện lại. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài học hôm nay. Để ghi